Vào khoảng năm 1978, chùa chúng tôi xảy ra một biến cố lớn làm cho tất cả mọi người có thêm kinh nghiệm rùng rợn về tái sinh và nghiệp báo. Nếu biến cố này xảy ra trước năm 1975, thì chắc chắn những tờ nhật báo tha hồ khai thác để làm tiền thiên hạ. Và chùa chúng tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít vì cái cảnh dập dìu tài tử giai nhân đua nhau tới chùa để tìm hiểu sự việc, hòng kiểm chứng những lời tường thuật của báo chí. Nhưng vì sự cố đã xảy ra vào một thời rất căng cho các chùa chiền, thêm nữa chùa chúng tôi ở nơi thật hẻo lánh trên núi, thì còn ai biết đến một sự cố hy hữu đã xảy đến. Đương sự hiện nay là một ni cô đã ngoài 30, tốt nghiệp đại học và đang ở Sài Gòn để học cao học. Một hôm về thăm chốn tổ, chùa Trúc Lâm nằm trên đường đi Lăng Khải Định. Chúng tôi gặp nhau, và nhân lúc cao hứng, y đã kể lại chuyện đời của y cho tôi nghe. Tâm Tưởng, pháp danh cô bé lúc mới vào chùa. Trước kia vào khoảng 1978, là một nữ sinh viên Đại học Sư phạm Huế sắp ra trường. Cả gia đình, y không ai biết đến đạo Phật là gì cả. Y đang lưu trú trong cư xá của đại học, vì nhà ở tận dưới quê xa. Một hôm, y về thăm nhà, ở lại trong căn phòng nhỏ, thức đêm ôn bài cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Giữa khuya, thình lình có một con rắn lớn bò qua cửa sổ vào phòng. Y hét lên, đánh thức cả nhà. Cha y đang ngủ nhẫm dậy, cầm cây then cửa, phóng về hướng con rắn và lập tức đập nó chết. Không lâu sau đó, ông tự nhiên bỏ ăn, bỏ uống, nằm dài suốt ngày này qua tháng khác, thân hình mỗi lúc một tiều tụy. Chở đi bệnh viện, thì bác sĩ không khám phá ra được bệnh gì. Đành phải về nhà nằm tiếp. Con gái trở lại đại học xá. Đang học, thì bỗng nhiên nhận được tin cha chết. Cô chạy như bay về nhà. Vào lúc giữa trưa đứng bóng, cô chạy ngay giữa đường xe hơi. Nhưng kỳ lạ thay, không bị một chướng ngại gì suốt cả quãng đường dài gần 20 cây số. Người cha đã được khâm liệm bỏ vào quan tài, khăn kín mít chỉ chờ cô về để đưa ma, vì phải làm theo giờ giấc mà ông thầy coi lịch số đã ấn định. Con gái hùng hổ từ ngoài chạy vào nhà, gạt tất cả mọi người ra mà đâm bổ vào nơi đặt quan tài của cha. Đến nơi, cô dùng hai tay trần bứt tất cả dây nịt quan tài, mở tung cái nắp hòm, mồi vứt ra vật dụng tẩm liệm rơm ra, phủ trên xác chết, cho đến khi lộ gương mặt thay ma. Rồi cô dùng 10 ngón tay, cao cấu gương mặt ấy cho rách nát. Xong chạy ra giữa đường, cười ha hả la lên, ta đã trả được cả hai mối thù. Mọi người quá bất ngờ không kịp phản ứng, vì cứ ngỡ con gái thương cha muốn tới gần quan tài để khóc lóc cho hả. Đến khi cô làm mọi sự nói trên một cách quá chớp nhoáng, mọi người không ai trở tay kịp và vô cùng kinh ngạc trước sức mạnh phi thường của cô gái đang bị quỷ nhập. Nhiều người đàn ông lực lưỡng vào can ngăn, nhưng đều bị gạt cho té nhào. Sau đó hồn ma ứng vào miệng cô để đọc lên một bài thơ dài. Theo đó người ta được biết đến câu chuyện đại khái như sau. Nguyên kiếp trước, cô là một người đàn ông có vợ. Người đàn ông này ngoại tình và lại còn về giết vợ. Người vợ chết trong tâm trạng uất hận nên đã tái sinh làm con rắn. Còn người đàn ông có lẽ do nghiệp ngoại tình tái sinh làm cô gái trong đời hiện tại. Thảo nào gương mặt cô bé do ấn tượng tiền kiếp vừa qua không mang vẻ nữ tính cho lắm. Con rắn bò vào nhà toàn mổ cô gái để trả mối thù xưa thì lại bị cha cô ta đánh chết. Thần thức của người đàn bà bị tình phụ kiếp trước, tức con rắn bị giết kiếp này, đã nhập vào cô con gái, bắt cô phải cào nát mặt của cha cô. Khi tỉnh dậy nghe thuật lại những gì mình đã làm, cô con gái vô cùng đau khổ. Gia đình cô cũng từ đấy ngày càng sa sút. Hồn ma báo oán không những nhập vào cô gái, làm cô khi tỉnh khi sai, mà còn khiến tất cả các thành viên trong gia đình cũng trở nên dở dở ương ương từ ngày cha cô chết. Đôi khi vào những ngày thất thất trai tuần của người cha,
vị thầy đang tụng kinh phải rỡn gai ốc vì tiếng cười rùng rợn của tất cả mọi người trong gia đình đang quỳ sau lưng. Cô con gái bỏ học, về nhà thức suốt 3 đêm, thắp hương giữa trời, cầu khẩn vị nào đó có phép thần thông. Cô chưa hề biết đến Phật, xin hãy giải mối oan khi nghiệp chứng cho cô. Lời cầu nguyện của cô đã cảm đến một vị thiền sư trong cõi vô sắc. Vị ấy nhập vào xác cô gái, bắt người anh phải đưa cô lên chùa Trúc Lâm xin hòa thượng thế pháp quy y. Trong nhà không ai biết đến chùa và hòa thượng, nhưng cô gái cương quyết bảo người anh cứ theo cô là được. Nói xong, cô gái bắt người anh chạy như bay giữa đường trường gần 20 cây số lên tới chùa Trúc Lâm. Tới nơi, trong khi người anh sụp lại hòa thượng chủ trì như thế sao, xin hòa thượng cứu cho em gái mình, thì cô gái đứng sừng sững ngang nhiên nhìn hòa thượng bà mỉm cười. Hòa thượng quát mắt nhìn cô gái, quát lên: "Quỳ xuống!" Hồn ma trong xác cô vẫn không quy phục, cứ nhìn chằm chằm vào vị hòa thượng mà cười ngạo nghễ. Khi hòa thượng rút con voi bằng gỗ dâu sắp dán lên người cô gái và quát lần thứ hai: "Quỳ xuống!" thì cô gái mới từ từ quỳ xuống, nhưng vẫn nhìn hòa thượng mà mỉm cười nói: "Vì muốn độ cho nữ này mà tôi phải quỳ trước sư đệ." Theo những gì xác cô gái nói thì đấy là một vị thiền sư mang một cái tên bằng tiếng Phạn, đã viên tịch 200 năm, hiện trú cõi vô sắc vì cảm lời cầu khẩn của cô gái nên muốn giúp cô ta đi tu để giải thoát oan nghiệp nhiều đời giữa cô và con rắn. Theo vị thiền sư thì giữa đôi bên đã có oan nghiệp từ 500 năm, chứ không phải mới đời trước và đời này. Thiền sư yêu cầu hòa thượng độ cho cô gái xuất gia. Hòa thượng bèn gửi cô gái qua chùa ni bên cạnh cho sư trưởng tôi dạy bảo. Khi tỉnh, cô gái sinh hoạt rất bình thường và tuyệt nhiên, không nhớ được điều gì đã xảy ra. Trong khi vị thiền sư mượn xác cô để nói chuyện với hòa thượng. Cũng do áp lực vô hình của vị thiền sư, cô lên trường đại học sư phạm nhiều lần xin nghỉ học để xuất gia, nhưng nhà trường không chấp thuận. Cuối cùng một chuyện kỳ lạ xảy đến, làm cho bạn bè và nhà trường phải chấp thuận cho cô nghỉ học vì lý do bệnh thần kinh. Mỗi lần bước vào cổng trường là cô tự nhiên bị cập, không thể nói lên được tiếng nào cho đến khi ra khỏi cổng. Nhiều lần như vậy, trước sự chứng kiến của những nhân viên trong trường, nên họ phải làm chứng cho cô được nghỉ học vì bệnh điên. Trở về chùa, cô gái hành điệu như tất cả những người tập sự xuất gia khác, nhưng thỉnh thoảng cô lại bị oan hồn con rắn, cũng là bạn đời trong kiếp trước, nhập vào xác để quấy nhiễu, trách móc về chuyện không lo tu hành, có tư tưởng xấu muốn bỏ về nhà. Mỗi lần như vậy, xác cô gái lại bị một trận đòn như tử của sư trưởng tôi. Một hôm, sau khi bị đòn, cô gái khóc lóc đến quỳ trước sư trưởng bà bạch. "Bạch sư trưởng đánh con oan ức lắm. Y có ý nghĩ thói lui về nhà không muốn tu, nên con mới phá y. Con chỉ muốn cho y tu hành để giải oan nghiệp giữa con và y mà thôi." Sư trưởng tôi bảo hồn ma: "Bây giờ ta quy y cho ngươi, hãy theo Phật, đừng theo nó nữa, ngươi chịu không?" "Dạ dạ, thế thì tốt lắm, bạch sư trưởng." Hồn ma có vẻ mừng rỡ, mượn xác cô gái để bày tỏ sự cảm ơn. "Xin sư trưởng quy y cho con luôn." Sư trưởng tôi làm phép thọ tam quy y cho cả cô gái lẫn hồn ma đang mượn xác cô. Hồn ma được pháp danh Tâm Tính, còn cô gái pháp danh là Tâm Tưởng. Từ đấy cô gái được yên ổn tu hành, không bị quấy nhiễu, bỗng đi một dạo khá lâu. Vào một đêm kia, sau giờ chỉ tịnh khoảng 9 giờ tối, giờ mà tất cả tu sĩ trong chùa đều leo lên bồ đoàn để tọa thiền niệm Phật trước khi nằm xuống ngủ, cô gái sòng sọc chạy vào liêu của sư trưởng, trong khi người đang nhập thiền. Người quát hỏi: "Ai đó, Tâm Tính hay là Tâm Tưởng?" Cô gái trả lời ngay: "Dạ, con là Tâm Tính." Cô bé thì giả, đang hầu quạt cho sư trưởng, vì lúc đó vào mùa an cư, khi trời khá nóng nực, nghe mà ớn lạnh toàn thân, cả mình rỡn óc. Sư trưởng bình tĩnh dạy:
Ta đã bảo ngươi là hãy để yên cho nó tu, sao cứ theo nó hoài? Ngươi còn muốn theo nó tới bao giờ? Có phải như vậy là cả ngươi và nó cùng khổ cả không? Hồn ma tỏ lộ sự vui vẻ, nói qua xác cô gái. Dạ bạch sư trưởng, con không theo nó nữa. Con chỉ muốn đến báo cho sư trưởng một tin mừng, là con đã tìm được chốn đầu thai. Con cảm tạ sư trưởng. Nói xong, cô gái chạy về chỗ ở dành cho chúng điệu, và từ đấy hồn ma không bao giờ trở lại. Nghe xong chuyện Nico kể, khi kể chuyện này thì cô gái giờ đã là một tỳ kheo ni trong đạo. Tôi củng cố được vài kinh nghiệm bổ ích cho việc tu hành. Trước hết là tính cách giả dối tạm thời của giới tính như nam hoặc nữ và của sinh vật như người hay súc sinh. Khi bị vô minh làm mờ ám thì người nam si mê người nữ và ngược lại, mà không ý thức được rằng hai yếu tố nam, nữ không có gì là chắc thực cố định. Mỗi người qua quá trình luân chuyển, ai cũng đã vô số lần khi mang thân người nam, khi khoác lốt người nữ. Cho nên, hai thứ mặc cảm tự tôn khi mang thân nam nhi và tự ti khi khoác hình hài nữ nhân đều vô lối. Lại nữa, bản chất mỗi người đều có đủ cả hai yếu tố nam nữ, không ai thiếu ai. Chính cái cảm giác thiếu thốn tưởng tượng ấy đã để ra vô số những vấn đề xã hội và tâm lý. Thứ hai, chẳng những nam nữ là huyễn hóa, mà người và súc sinh cũng thay nhau như bẩn. Ta không thể quyết chắc mình sẽ được là mãi mãi làm người. Nếu vô tình nổi một niệm sân si trước khi chết, là ta có thể thác sinh làm rắn rết như chơi. Tỷ như người đàn bà bị phụ tình đời trước, vì chết trong cơn tức tối mà tái sinh làm thân rắn trong đời này, bất kể oan hay là ưng. Vậy thì điều cốt yếu để đừng nên thù hiếm bất cứ ai, vì sẽ rất nguy hiểm cho chính bản thân ta. Nên trong kinh Di giáo, Đức Phật có dạy, nếu ai cắt xẻ thân thể ngươi ra, từng mảnh từng đoạn, cũng đừng vì thế mà ôm lòng giận dữ. Lại Phật, mong sao cho tất cả mọi người đều ý thức được hạnh phúc hiếm có mà mình đang hưởng là được tái sinh làm thân người, để lo tu học theo chánh pháp, không bỏ lỡ dịp mai hiếm có này. Câu chuyện người mẹ mê muội. Có một nữ sĩ ở Đài Loan, thời trẻ tại quê nhà, bà hạ sinh một bé gái. Bởi vì năm đó là năm dê, bà cho rằng sinh con gái là không cát tường, nên đã nhấn con gái vào thùng nước dìm cho chết. Kể từ đó toàn thân của bà đau nhức không ngừng. Sau này bà theo đạo Phật tu hành. Một hôm trong lúc bà đi dự pháp hội, bà bị chu cư sĩ ngồi cạnh tôi vạch trần cho mọi người biết hết về chuyện này. Lập tức người mẹ từng giết con tàn nhẫn kia bị hàng trăm người tại hiện trường xúm nhau trách mắng. Nửa tiếng sau, đột nhiên căn bệnh đau đớn của bà tự nhiên tiêu hết. Bà không những không giận mà còn vô cùng cảm tạ chu cư sĩ. Chu cư sĩ bảo bà phải cảm tạ những người vừa chửi mắng bà, chính họ đang giúp bà tiêu nghiệp đó. Do vậy, chúng ta đối với người chửi mắng mình không nên sinh tâm sân hận, mà phải dùng tâm thức tỉnh để cảm tạ tri ân mới đúng. Vì có thể chính nhờ người mắng ta ngay mặt hoặc thóa mạ sau lưng mà các bệnh khổ cùng các nghiệp chướng khác của ta mới mau tiêu trừ. Còn có nhiều người trước khi tin Phật thì không bị gì, nhưng sau khi thờ Phật, trì giới tụng kinh rồi lại phát bệnh nặng. Đây chính là hậu báo chuyển thành tiền báo, nghĩa là báo ứng nặng nề đời sau được trổ sớm, trong đời này thành quả báo nhẹ hơn, nghĩa là tội nặng đang chuyển thành nghiệp nhẹ. Chính nhờ họ lễ Phật niệm Phật mà được tiêu bớt nghiệp. Nếu như vì phát bệnh mà khởi niệm không tin Phật thì giống như đã vào núi báo rồi mà không thấy chân bảo, lại quay về tay không, thật sự rất đáng tiếc vậy. Câu chuyện thứ hai, quả báo trọng nam khinh nữ. Ngày về làm dâu của gia đình nam, Thảo vui lắm vì sau những ngày tháng yêu nhau, hai người đã chính thức trở thành vợ chồng. Những tưởng cuộc sống hôn nhân sau này sẽ tốt đẹp. Thế nhưng mới về làm vợ nam được ít ngày, Thảo mới chợt nhận ra nam khác xa hồi còn yêu. Nếu trước đây anh tâm lý bao nhiêu thì nay nam bộc lộ tính gia trưởng mấy nhiêu. Nam cấm không cho Thảo mặc váy ngắn, quần ngắn, áo ngắn
ra ngoài, thậm chí ở nhà cô cũng không được mặc. Đã thế anh còn gia trưởng cả trong tất cả mọi việc. Lấy nhau được 5 tháng thì Thảo mang bầu, khỏi phải nói vợ chồng cô và gia đình hạnh phúc biết bao. Nam là người vui nhất, cho đến hôm biết được giới tính thai nhi là gái, anh đâm ra khó chịu. Vừa nghe vợ bảo là con gái, Nam đã gắt lên cho rằng phụ nữ nhà này không biết sinh con. Biết bao nhiêu anh em cũng toàn là con gái. Từ hôm đó, Nam bỏ mặc vợ con chẳng ngó ngàng gì cả. Bầu bí, nhưng Thảo phải luôn tự một mình đi làm, đi khám thai cho đến tất cả. Nam không quan tâm một phần, nhưng bố mẹ anh cũng không hào hứng với cái thai mà cô con dâu đang mang. Buồn nên đêm nào Thảo cũng chỉ biết khóc. Đến tháng thứ 9, tối đó cô thấy bụng mình đau đau, liền gọi chồng đưa đi bệnh viện vì có khả năng sinh trước. Thế nhưng mặc vợ năn nỉ, Nam vẫn nằm ngủ, miệng liên tục bảo chưa sinh đâu. Mà nếu có sinh thì sinh ở trong nhà luôn đi. Trước nay mẹ và các bà vẫn sinh vậy, có sao đâu. Đi sinh trong bệnh viện chỉ khổ tốn kém. Thảo đau từng cơn đến oạn mình, liên tục cầu xin chồng đưa đi bệnh viện, nhưng Nam vẫn vô tâm không để ý. Đến lúc cô gục đi vì kiệt sức, Nam mới đưa đi bệnh viện thì đã quá muộn. Thảo bị băng huyết không qua khỏi, con gái bị suy hô hấp cũng mất sau đó ít phút. Sau ngày Thảo mất, dân làng đồn đại vì sự vô tâm của gia đình chồng cũng như Nam, nhưng anh dường như chẳng để tâm. Chưa đầy một năm sau đó, Nam lấy vợ hai nhưng mòn mỏi mãi vẫn không có con. Tính gia trưởng của anh khiến cho cô vợ hai phải quyết định ly hôn. Rồi chỉ ít tháng sau đó, Nam lại lấy cô vợ thứ ba. Lần này là cô gái đã quá lứa lỡ thì. Nam và gia đình chỉ mong có đứa con dù là gái hay trai cũng được, nhưng vợ anh mãi vẫn không có tin vui. Có lẽ đến bây giờ Nam mới hiểu nhân quả mà anh phải nhận. Mẹ anh đi xem bói thì ai cũng bảo sẽ không có con đâu, nghiệp chướng do anh tạo ra khi nhẫn tâm giết hại vợ con. Tối đó nghe mẹ nói chuyện, Nam khóc trong ân hận. Anh chạy đến mộ của vợ con khóc hết nước mắt. Giờ thì anh đã hiểu cái giá mà bản thân phải chịu đựng cho sự gia trưởng vô tâm của mình. Chuyện về bà Năm trứng lộn. Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật và lan truyền hết khu vực cách đây khoảng 2 năm về trước. Ngày đó tôi là một du học sinh đang học ở Phú Yên. Thường thường tối cách 2-3 ngày thì ra quán trứng cô Năm ăn 2 trứng để tẩm bổ. Nhưng mà dạo này sao không thấy cô Năm bán trứng nữa? Gần cả tháng trời cứ ngày nào đi qua cũng không thấy cô Năm bán. Vào một ngày đẹp trời mùa thu của tháng 9, tôi đi chợ lần đầu tiên trong đời. Ra đến chợ mới biết là hàng chợ búa vì có nhiều chuyện ghê luôn đó. Đám kia tầm 4 ngồi tám chuyện đời thường, đám tầm 3 của những cô tiểu thương ngồi tán dóc cho qua thời gian ế ẩm. Tôi đi đến hàng trứng để mua trứng gà về luộc. Đang lây hoay lựa chọn trứng để mua về thì tôi nghe một câu chuyện của những bà cô tiểu thương ở hàng trứng này. Nội dung câu chuyện như sau. Bà Năm trứng lộn á, bà bị quả báo vì bán trứng lộn đấy. Con trai thì bị tai nạn chết thê thảm. Còn cô con gái Úc học ở thành phố thì đột nhiên nhảy lầu tự tử vì tình. Bà Năm nghe hai cái tin dữ này thì phát điên luôn. Tối ngày hả cứ la rồi cười rồi lăn rồi bò chứ không đi đứng được gì hết trơn á. Ăn cơm không ăn, bốc đất ăn, thậm chí ị ra. Bà Năm vẫn không biết gì á, bốc ăn luôn. Bọn tôi đến thấy mà thương quá. Một gia đình ngày xưa hả chưa có chuyện gì thì bà Năm thuộc dạng là nhà khá giả. Một ngày bán được 300 trứng, lãi gần 900 ngàn. Vì thế mới lo được cho cô con gái Úc ăn học ở thành phố. Bà còn mua vàng tích trữ cũng gần 1 ký. Số vàng đó giờ không biết bà cất ở đâu. Tôi sững người và ngạc nhiên, không tin vào những lời của những người đó nói là thật. Đi theo lời đồn đến nhà bà Năm, vừa bước vào ngõ nhà bà Năm đã nghe tiếng rên la và tiếng hú. Tôi nhìn vô nhà, thật đúng như những gì mà người ta đồn, bà Năm không nhận biết được mình là ai. Việc mình đang làm, cứ luôn miệng cười, cười xong rồi khóc, hết khóc rồi la hét, chửi thề, rồi lột quần áo ra, xé áo. Trong nhà không còn vật dụng sắc nhọn nào, đề phòng bà Năm không biết mà giỡn chơi nguy hiểm tính mạng. Tôi nghe hóng tình hình của bà con trong lối xóm và ra về trong lòng nặng trĩu. Vậy là sau 6 năm buôn bán trứng vịt lộn, cuối cùng bây giờ bà Năm không còn gì cả. Hai đứa con đều tử nạn, còn bản thân bà thì bị bệnh khùng điên,
không nhận thức được gì, bị giam nhốt trong phòng dưới sự giám sát của mấy ông anh em trong nhà. Còn một ký vàng bà đã dành dụm, vợ không biết để đâu. Tôi tĩnh tâm ngồi thiền trong chùa Vĩnh Kim ở quận 3. Hôm nay được diện kiến sư thầy, vốn là đi theo ông anh cũng mê Phật Pháp và thích nghe thầy giảng giải. Tôi đi theo ông anh và có duyên với chùa Vĩnh Nghiêm, một ngôi chùa tâm linh và huyền bí nhất mà tôi biết đến. Tôi, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chào sư thầy. Sư thầy, Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, con có những điều băn khoăn trong thế giới hiện tại, nhưng điều này con muốn nhận được lời khuyên và sự giải đáp của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Còn có điều gì thắc mắc, hãy nói với thầy. Thưa thầy, một người từng có một gia đình đủ ăn đủ mặc, con cái thì học hành ngoan ngoãn, nhưng chớ chiêu thay, biến cố cuộc đời đã đẩy cả gia đình ấy vào một bi kịch. Con trai thì bị tai nạn chết thê thảm, còn con gái thì nhảy lầu tự tử cũng không toàn thay. Người mẹ già ấy thì do đã không chịu được bi kịch, một lúc mất hai người con nên phát điên dại, chẳng còn nhận thức. Còn kính hỏi thầy, phải chăng điều là nghiệp báo của việc sát sanh? Vì người phụ nữ này con đề cập đến từng bán trứng vịt lộn. Một ngày người phụ nữ này luộc hơn 300 trứng. Nam Mô A Di Đà Phật. Mọi thứ đều có nhân có quả. Việc làm của mình trong hiện tại chưa có quả thì sẽ có trong tương lai hoặc trong kiếp khác. Việc sát sanh là một điều thuộc về cấm kỵ trong Phật giáo, nghiệp này rất nặng và quả báo thật to lớn. Còn hãy tự nghĩ như thế này, một ngày người phụ nữ kia luộc hơn 300 trứng, tức là 300 sinh linh, một tháng 9.000 trứng và một năm hơn 100.000 trứng vịt lộn. Cứ thế mà nhân lên cho nhiều năm thì biết bao nhiêu sinh linh bị chết dưới tay người đấy. Những sinh linh này sẽ đi kiện và có những sinh linh không muốn đầu thai mà cố theo người phụ nữ này để làm cho họ bị tán gia, bại sản. Mọi việc mình làm đều có nhân quả, còn làm việc thiện, tích đức, giúp đời thì sẽ được quả thiện, giết người, cướp giật, nói láo hại người và sát sanh thì sẽ được quả ác. Tội ác của mình do chính mình gieo trồng, chứ không phải một ai mà gieo trồng cho mình được. Ví như có câu, gieo xuống đất lấy cây lấy quả, đập vào người chảy máu chảy thân. Câu này muốn nói cho con hiểu, chính mình gieo cây, để rồi cây đó lại đánh lại mình. Người phụ nữ này đã bị quả báo ở hiện tiền, còn đương tại thế, sau này chết xuống biết bao nhiêu kiếp và bị đày đọa nơi địa ngục tối tăm. Một người luộc bán để có tiền lo cho gia đình, nhưng họ lại bị tội vào tội sát sanh. Còn mấy thành viên kia không bị tội gì. Nhiều người hưởng mà một người có tội. Nghiệp sát sanh là một nghiệp báo rất dữ, không muôn đời nào hết nghiệp này. Còn có nghe câu chuyện, cô bà bán cháu gà ở Mỹ Tho chưa? Người phụ nữ này một ngày giết rất nhiều gà. Đêm nằm mơ, thấy ông nội mình về báo mộng. Người phụ nữ này hoảng sợ và kể chuyện phiêu lưu ở dưới địa ngục, ở trời. Sau khi phiêu lưu, người này không bán cháu gà nữa mà một lòng hướng Phật, làm những việc tích đức để sám hối những việc đã sát sanh trước kia. Đức Phật có lòng từ bi hỷ xả và không oán hận một ai. Nếu ai đó đã sát sanh mà một lòng hướng thiện, quyết tâm từ bỏ, thì sẽ được bao dung và hoan hỷ của Đức Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch sư thầy, thầy hãy nói cho con biết, muốn người phụ nữ kia hết bị điên dại thì có cách nào không thưa thầy? Gia đình hãy hồi hướng và sám hối cho người phụ nữ này. Hồi hướng là làm những việc thiện, việc tốt cho mọi người, mà giúp người phụ nữ này bớt được tội lỗi phần nào của nghiệp sát sanh. Còn sám hối thì đọc kinh cho người phụ nữ này nghe, để tâm không bị điên đảo và bị mê hoặc bởi những vong linh mình sát sanh mà khỏi điên đảo. Ngày rằm đầu tháng nên đọc kinh cho người ấy nghe. Nếu được thì đọc luôn luôn và niệm chú đại bi để giúp người phụ nữ này khỏi u mê, điên đảo. Thưa thầy, vậy nghiệp báo này sẽ còn qua nhiều kiếp khác.
Tội lỗi sẽ bớt đi nếu thành tâm sám hối và quyết một lòng hướng Phật. Còn đã gây nghiệp sát sanh mà không tin nhân quả, luôn tạo nghiệp chướng thì muôn đời chịu đày đọa nơi địa ngục và luân hồi các kiếp, sẽ có những nhân quả của mình gây nên tạo nghiệp và không bao giờ thoát khỏi vòng luân hồi oán hận. Tôi không hạnh phúc vì vội vã kết hôn khi tình yêu chưa chín mùi. Tôi và chồng sống với nhau như hai kẻ xa lạ trong cùng một nhà. Điều duy nhất ràng buộc chúng tôi ở lại cuộc hôn nhân ảm đạm này là con cái. Tôi biết để trở thành vợ chồng của nhau, hẳn là giữa chúng tôi phải có một mối duyên nợ nào đó đặc biệt. Tại sao tôi lấy người đàn ông này mà không phải là bất kỳ ai khác? Mỗi khi buồn nản và tủi thân vì cuộc sống thiếu vắng tình yêu, tôi thường tự hỏi mình câu hỏi đó. Tôi tên là Trúc Quyên, lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo ở Nam Định. Từ nhỏ đã có lòng mến mộ đạo Phật, gặp kinh Phật liền thích đọc ngay. Lớn lên lập gia đình, theo chồng về sống chung cùng bố mẹ chồng tại Hà Nội. Tôi luôn cố gắng giữ gìn, trọn đạo nghĩa làm dâu, hết sức lưu ý lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động trước mặt ông bà. Không bao giờ dám to tiếng cãi lại. Nhưng không hiểu sao, tôi càng tìm cách làm vừa lòng bố mẹ chồng, họ lại càng đẩy tôi ra, thậm chí còn mắng chửi, buông những lời xúc phạm. Gia đình bên nhà tôi, mọi việc tôi làm đều trở nên chướng tai gai mắt đối với bố mẹ chồng. Ông bà phản đối việc tôi tụng kinh niệm Phật, khắt khe và bắt bẻ tôi từ những chuyện nhỏ nhặt nhất trở đi. Tôi rất khổ tâm, không hiểu mình đã làm sai chuyện gì để ra nông nổi như thế này. Những ức chế trong hôn nhân và gia chạm với bố mẹ chồng khiến tôi héo mòn, chỉ còn biết nương tựa nơi cửa Phật. Xong, hãy thấy tôi tụng niệm là họ cấm cản, nói là đồ dở hơi, nên tôi chỉ dám tụng kinh niệm Phật thầm trong lòng. Đặc biệt là bố chồng tôi, ông coi tôi như kẻ thù, ông vẽ mọi lý do để chửi bới tôi. Mà phận làm dâu, tôi chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Đại khái là kiếm cớ để chửi, nên cũng chẳng cần lý lẽ đúng hay sai gì cả. Thậm chí có lần ông dọa đánh, nhưng chưa đánh vì có hàng xóm can ngăn. Nhiều lúc tôi cảm thấy như mình đang bị giam lỏng, bí bách không lối thoát. Một buổi tối, sau khi tụng kinh, tôi thầm khấn Đức Phật, mong người gia hộ cho tôi được hiểu ra duyên nợ giữa mình và chồng là như thế nào, để có thể trút đi gánh nặng trong lòng đeo đẳng bấy lâu nay. Khấn xong, tôi đi ngủ. Đêm ấy tôi mơ một giấc mơ rất đặc biệt. Nó rõ ràng, sống động một cách kỳ lạ. Tôi thấy có một ngôi làng. Ở đó có rất đông dân làng. Đứng đầu là một thầy phù thủy, đang cầm vũ khí, gậy gộc đuổi theo một đàn quỷ. Bằng cách nào đó, đã bắt và phong ấn chúng lại trong một chiếc lồng trông như là tủ kính. Bằng cách nào đó đã bắt và phong ấn chúng lại trong những chiếc lồng trông như tủ kính. Họ đốt đuốc đứng vây quanh, dán phong ấn vào những chiếc lồng rồi ra về. Trong sợ hãi, tôi quay đầu nhìn sang bên và đập vào mắt tôi là một con quỷ mặt mũi xanh lè, da dẻ nhợt nhạt, bủng beo như xác sống. Tôi bàng hoàng nhận ra mình cũng chính là một con quỷ đang bị giam cầm trong đó. Lòng ngực tôi nặng trĩu như có tảng đá đè lên. Tôi vẫn tỉnh táo, nhưng không thể cử động được, mồm miệng cứng đơ, không thốt được nên lời. Tuyệt vọng, tôi cầu khẩn ai đó đến cứu mình. Khi còn tự do ngoài kia, tôi chưa từng hại ai bao giờ. Tôi cứ khấn liên tục như thế trong 3 ngày. Đến ngày thứ 3, tôi khấn rằng, giả như có ai đến đó cứu tôi sẽ biết ơn suốt đời, suốt kiếp. Chợt ngay sau đó, có một người xuất hiện, xé phong ấn và giải thoát cho tôi. Và tôi nhận ra người đó chính là chồng của tôi bây giờ. Đi qua một giấc mơ khác, tôi thấy mình là một phi tần trong cung vua. Còn chồng tôi khi ấy là hoàng tử con vua, nhưng không được vua ưu ái. Đã vậy, hoàng tử còn bị những phi tần khác dèm pha, du khống đủ điều sau lưng. Do tôi kiếp trước nợ ơn cứu mạng, vì anh ta chính là người tháo phong ấn, thả tôi,
tức con quỷ ra. Nên khi đó tôi đã hết mình bảo vệ, đứng ra thanh minh bảo vệ cho hoàng tử. Tỉnh dậy, tôi hiểu ra tại sao mình lại nên duyên vợ chồng với người đàn ông này. Hóa ra kiếp trước, tôi còn nợ anh ấy ơn cứu mạng, nên nhiều kiếp duyên nghiệp đưa đẩy, khiến tôi gặp anh và làm mọi việc để trả nợ cho anh. Tôi vẫn kiên trì tụng kinh hàng ngày. Sau đó ít lâu, một giấc mơ khác lại đến. Trong mơ tôi thấy mình là một người đàn bà khá giả, có của ăn của để, có nuôi người ở trong nhà. Khi ấy tôi rất hung dữ, thường xuyên chửi mắng, đai nghiến một đứa đầy tớ trai nhỏ tuổi. Có khi còn dọa đánh nó, xong chưa ra tay. Tôi nhận ra đứa bé đó chính là bố chồng tôi ở kiếp này. Quả là công bằng, mắng chửi người thì sẽ bị người mắng chửi lại. Tôi đang bị bố chồng đối xử y hệt như kiếp trước tôi đang đối xử với đứa đầy tớ trai đó. Hóa ra những đau khổ xảy ra với tôi trong cuộc sống với chồng và gia đình nhà chồng đều có nguyên cớ gốc rễ từ những ân oán mà tôi đã mắc nợ với họ từ kiếp trước. Nếu không nhờ kiên trì tụng kinh và một lòng hướng Phật, được Đức Phật gia hộ cho biết được, thì có lẽ tôi vẫn còn hoang mang bế tắc, đổ lỗi cho hoàn cảnh và đắm chìm trong khổ đau không lối thoát. Vậy vì đâu tôi có duyên đến Phật Pháp mà sớm biết tụng kinh niệm Phật? Một đêm, tôi lại được gặp một giấc mơ tiền kiếp và có được câu trả lời. Kiếp đó là vào thời phong kiến vua chúa, cách đó rất lâu. Tôi là một vị tăng xuất gia trong một ngôi chùa trong khu núi vắng. Do tu hành tinh tấn nên cũng có chút đạo lực. Ấy vậy mà tính háo thắng là chẳng kiểm soát được. Một hôm, sư phụ chủ trì đi vắng, mấy huynh đệ trong chùa lại chuyện trò. Một người cao hứng thách đố huynh đệ, mở cuộc thi xem ai là người có tài cán nhất, bằng cách thỉnh các vị La Hán hiện thân. Tôi khi đó liền xung phong làm người đầu tiên. Suốt khoảng một tiếng đồng hồ, tôi nhất tâm cầu nguyện, xin thỉnh các vị La Hán đến. Quả nhiên, cuối cùng các vị La Hán cũng hiện ra. Mỗi vị hiện thân trên một thân cây lớn. Có đến 18 vị, với 18 tướng trạng khác nhau. Cuộc thi ấy tôi thắng, nhưng cuộc đời tu hành ở kiếp ấy, tôi thất bại thảm hại. Đó là vì tu mà để cho tâm còn đầy sự háo thắng. Sau lần thỉnh các vị La Hán hiện thân, phước đức của tôi suy hao nghiêm trọng, không những cả đời không chứng đắc được gì. Hết kiếp đó, tôi còn bị đọa xuống làm kiếp quỷ, chính là kiếp được chồng tôi cứu thoát. Mai sau, duyên lành với Phật Pháp thì rất kiên cố, dù có đọa lạc đi nữa, thì sau nhiều kiếp, nghiệp xấu trả hết rồi, thì duyên tu hành sẽ lại trỗi dậy. Chính vì thế nên đến kiếp này, ngay từ khi nhỏ, tôi đã có tâm kính ngưỡng Phật Pháp. Mới 9-10 tuổi đã biết phát tâm ăn chay, phóng sinh, cua ốc, gặp kinh điển Phật Pháp liền ưa thích đọc tụng. Gần đây, vào khoảng tháng 1 năm 2022, tôi lang thang trên mạng, vô tình biết đến Quang Tử, nên đã đem những bế tắc trong cuộc sống của mình kể cho anh ta nghe. Anh khuyên tôi nên đem công đức tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho chồng và bố mẹ chồng. Đó là cách nhanh nhất để trả nợ. Nợ hết rồi thì họ sẽ không hành tôi nữa, và tôi sẽ tìm lại được sự bình yên. Tôi còn được nghe một bài hướng dẫn cụ thể tên là Duyên nợ và cách trả nợ. Tôi nghe xong liền áp dụng theo cách đó. Càng ra sức tụng kinh nhiều hơn, tôi tụng kinh Địa Tạng, kinh Vạn Phật, kinh Vu Lan, kinh A-di-đà, Chúa Đại Bi và Sám Hối. Mỗi ngày khoảng 4 tiếng, suốt mấy tháng liền đem công đức hồi hướng cho chồng, bố mẹ chồng. Ngoài ra, còn hồi hướng cho các chị oan gia quan trái. Ngoài ra, còn hồi hướng cho các vị quan gia trái chủ cùng khắp pháp giới chúng sinh. Quả nhiên một thời gian sau, gia đình tôi im ấm hẳn, tôi ít còn bị bố mẹ chồng mắng chửi như trước. Chỉ trừ mấy ngày tôi bỏ ăn chay sang ăn mặn là sẽ lại có chuyện, còn lại đều yên ổn. Trước tôi bị thoái vị hay đau ở thắt lưng, đau đến kinh khủng. Sau khi tinh tấn tụng kinh hồi hướng, tự nhiên không còn bị đau nữa,
con cái cũng không bị ốm vặt. Oai lực của kinh điển Phật Pháp thật vô cùng vi diệu. Qua những lần biết được tiền kiếp của mình, tôi lại càng thấm thía hơn sự công bằng và mạnh mẽ của luật nhân quả. Chẳng hề có điều gì vô lý và bất công trên đời này cả. Chẳng qua là do người ta không biết mình đã gieo nhân gì xưa kia mà thôi. Khổ là chẳng biết vì sao khổ, cứ quán trách người hay tìm đủ cách mê tín mà mong thoát khổ. Đó là hiện trạng của rất nhiều người, và có cả tôi trước kia. May mắn thay cho những người có duyên biết đến Phật Pháp, tìm hiểu nhân quả, biết nương vào những pháp môn Phật dạy mà hóa giải được nghiệp chướng, không chỉ tìm được sự yên vui trong hiện tại, mà còn được hưởng vô lượng công đức lành trong tương lai khi đã viên thành Phật đạo. Cầu mong cho ngày càng nhiều thêm người, nhiều chúng sinh có được duyên lành vì diệu ấy. Đối với những việc nhân quả báo ứng trải dài trong dòng thời gian vô thủy vô chung, thì mỗi chúng ta đều không có khả năng nhận biết hết. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra trước mắt mà không thể biết được những gì đã từng xảy ra trong một quá khứ mờ mịt xa xôi. Chính vì vậy mà đã có không ít kẻ lớn tiếng phủ nhận nhân quả, để rồi tự mình lao vào những việc làm sai trái, bất chấp đạo lý, rốt cuộc phải chuốc lấy những nghiệp quả nặng nề, đau khổ. Nguyên nhân đáng sợ. Bác sĩ Trương năm nay 29 tuổi. Năm ngoái sau khi tốt nghiệp, bác sĩ phục vụ tại bệnh viện của chính phủ. Bác sĩ Trương xuất thân từ gia đình giàu có, cha mẹ hiền lành tốt bụng, ba người chị của chàng đều xuất giá. Là con trai út, chàng được cưng chiều vạn bội. Bác sĩ Trương rất tuấn tú khôi ngô, là một mỹ nam lanh lẹ, có duyên, làm rung động rất nhiều trái tim cô gái. Con đường gấm dung còn trải dài ở phía trước, nhìn chàng thân thuộc bằng hữu đều ước ao được sổ đỏ giống như vậy, cho nên chẳng ai tin nổi là chàng tự sát. Vì vậy mà bệnh viện thành lập ngay một đoàn pháp y để điều tra về việc tự sát của chàng, bắt đầu từ bối cảnh gia đình Trương Vĩ Lục, từ quá trình 6 năm ở trường học cho đến khi tốt nghiệp vào y viện công tác. Toàn bộ tư liệu ghi chép hơn 500 trang. Có thể thấy cấp trên và đồng nghiệp rất quan tâm về việc tự tử của chàng. Trong sổ sách báo cáo có một đoạn ghi như thế này: một năm gần đây, người ta mới bắt đầu phát hiện ra tính chất đại trượng phu, hùng dũng, oai vệ của Trương Vĩ Lục bỗng dưng đổi thay, và cử chỉ, hành động, lời nói của chàng xem ra có phần giống con gái. Ai cũng nghĩ chắc là do từ bé chàng sinh ra trong gia đình có ba chị gái, lại công tác kề cận toàn với nữ y tá. Vừa rồi khi kiểm tra cơ thể của chàng, bác sĩ nói phần hóc môn kích thích tố nữ quá thịnh, lấn át hẳn hùng tính của nam. Trong hồ sơ bác sĩ Ngô Uy Sương, người chủ trị cho chàng còn ghi, bệnh nhân Trương Vĩ Lục không thể tiếp thu kích thích tố nam để duy trì cân bằng, thậm chí còn bị hoạn tính vô năng, biến giới bất lực. Tiếp theo, hồ sơ ghi rằng chàng bị chứng hoạn như thế này đã lâu lắm rồi. Qua điều tra, thấy bối cảnh nhà chàng rất tốt, bản thân chàng thanh khiết, có tự ái cao, tính tình thuộc loại bảo thủ. Dù chàng sớm xa rời cha mẹ để đi làm việc độc lập, tuy ở một mình nơi phồn hoa đô hội, có đầy dẫy những cám dỗ khiến người ta dễ sa ngã như thành phố Bangkok, Thái Lan. Hơn nữa xung quanh môi trường làm việc của chàng toàn là mỹ nhân, vậy mà chàng vẫn giữ thân như ngọc, quả là hiếm có, khó được. Thêm một báo cáo nghiên cứu có giá trị khác nữa ghi rõ, Trương Vĩ Lục là người miền Nam Thái Lan, từng thi vào đại học y đạt thành tích hạng ưu tại Bangkok. Suốt 6 năm học đại học y, chàng ở tại ngôi nhà được thuê ở gần trường. Hằng ngày khi điểm tâm, chàng thích dùng cà phê, nước ép hoa quả. Quan trọng nhất là buổi trưa và tối, chàng đều ăn cơm gà. Đây là món cơm gà Hải Nam chứa danh mà người Thái Lan rất ưa thích. Không có rau xanh, chỉ dùng thịt gà kèm cơm làm món ăn nhanh, vừa tiện nghi lại rất ngon miệng. Trương Vĩ Lục rất ưa ăn cánh và đầu gà, và chàng ăn ròng rã suốt 6 năm trời. Một nghiên cứu có giá trị hơn nữa, trước đây nhà nông nuôi gà ít nhất 6-7 tháng mới bán ra tiêu thụ. Nhưng bây giờ, nhờ nuôi gà theo khoa học, chỉ cần 40 ngày, gà vẫn lớn mâu và rất nhanh chóng đạt đủ trọng lượng chuẩn.
Ngày xưa, gà trống nuôi đến thời kỳ thanh xuân thì không thể phát phì, lớn mập. Người ta vì muốn hưởng dụng cho nó ngon miệng, nên đã thiến nó đi, khiến thịt gà vừa béo vừa mập. Với đà phát triển tiến bộ, khoa học ngày nay đã phát minh ra loại thuốc khiến gà và những loại gia cầm khác mất đi khả năng sinh sản. Chẳng hạn như loại thuốc này được bào chế thành viên, nhét vào mồng gà hay phần bắp thịt cánh. Ngoài ra, thuốc này còn được trộn vào thức ăn. Cho nên trong lúc chúng ta hưởng dụng thịt gà trống béo phì, nào hay biết rằng bản thân mình cũng uống luôn thuốc hoạn đó vào bụng. Hèn gì mà thời nay đàn ông bị bệnh hoạn tính vô năng nhiều đến như thế. Tất cả đều do ăn thịt gà thiến, heo thiến mà được như thế. Trường Vĩ Lục rất ưa ăn cánh gà, đầu gà, song những bộ phận này chính là điểm tập trung dược vật. Cái hại đầu tiên mà dược phẩm này mang đến đó là nó ức chế toàn bộ hóc môn nam. Chính thuốc hoạn này đã liên tục ngấm vào cơ thể Trương Vĩ Lục, ròng rã suốt 6 năm. Những dược phẩm này âm thầm tích lũy và phát tác, thành một lượng thuốc khủng đến kinh người. Cuối cùng, ngay cả bác sĩ Trương Vĩ Lục cũng không thể trị lành chứng giới tính bị hoạn của mình. Như vậy thì làm người còn gì thú vị nữa? Đây chính là kết luận nghiên cứu sơ bộ về nguyên nhân việc tự sát của bác sĩ Trương. Cố nhiên là do chàng không biết mà thành vậy. Nhưng căn cứ theo bối cảnh của Trương gia, ban điều tra còn có được một báo cáo kinh người. Té ra, ông nội Trương Vĩ Lục cả đời làm nghề hoạn heo, hoạn gà. Đây là việc tại quê nhà, phụ thân chàng cũng từng theo phụ suốt 2-3 năm. Sau đó do không muốn kế thừa sự nghiệp của ông nội, cha chàng đã từ bỏ nghề hoạn đó. Đâu ai biết hành vi thực hiện việc tuyệt chủng này của tổ phụ chàng đã di họa đến đời thứ ba, khiến tử tôn tự sát tuyệt hậu. Vậy thì còn ai dám không tin đây là nhân quả báo ứng chứ? Câu chuyện nhân quả ở An Giang. Chuyện có thật tại một vùng quê ở Mỹ Luông, An Giang vào khoảng thập niên 1950. Tiếng là thất thanh của ông ba làm người trong làng choàng tỉnh dậy. Có ai mất đứa con nhỏ nào không? Tôi thấy một ông già khăn đỏ bắt một đứa nhỏ đi về hướng Long Xuyên. Dân làng lao sao bàn bạc, chợt có hai vợ chồng chạy đến nhận rằng có đứa con trai vắng nhà từ chiều qua chưa thấy về. Theo hướng ông ba chỉ, họ nhờ nhiều người đi phụ tìm. Nhưng chuyện đó chìm dần vào quên lãng và hai vợ chồng kia vĩnh viễn mất đi đứa con trai. Riêng ông ba từ đó đổi tính hiền lành ít nói, về nhà lập một bàn thờ. Mỗi khi ăn cơm, ông xới thi một chén cơm để trên bàn thờ và khấn vái lăm râm. Bà ba có hỏi, liền bị ông gạt phắt đi. Ông có trồng một đám mía, đến mùa mía chín, lũ trẻ và heo của hàng xóm hay đến phá phách. Ông rất bực mình vì phải canh giữ. Một hôm, ông đuổi con heo đang phá mía và theo nó về đến nhà chủ của nó. Khi được ông ôn tồn nói về sự phá phách của con heo, cô chủ ông ổng chối ngang và thách ông có đập chết con heo tại chỗ, cô mới chịu nhận heo của mình có phá đám mía. Ông đối lý và căm giận vô cùng. Ông quyết tâm bắt được con heo làm tang chứng để mắng cho con mụ đó một trận. Ông mài cây xà bức giống như là cây giáo mũi nhọn, cầm theo để rình rập. Ông bò lết qua lết lại trong đám mía đến nỗi hai khuỷu tay thành chai cứng. Và rồi cái giây phút ông mong đợi đã tới. Khi trời vừa sụp tối, ông thấy bóng dáng con heo đang sột soạt nơi hàng mía ở bên kia. Ông rón rén bò lại gần và phóng mạnh cây xà bức. Con heo ngã lăn ra, kêu không thành tiếng, chỉ phát ra tiếng khèn khẹt. Ông mừng rỡ chạy vội lại và thất kinh hồn vía. Thằng nhỏ giãy dụa với cây xà búp ghim ngay trong bụng. Ông cuống cuồng không biết tính sao, rút mũi xà búp ra là đổ ruột liền, mà đem đi là đi tù chứ chẳng chơi. Ông do dự mãi mà không biết cách làm thế nào để giải quyết. Đến khi gà gái canh tư, ông đào lỗ chôn thằng bé trong đám mía, phi tàn mọi dấu vết và về làng la lên đổ thừa cho ông già khăn đỏ. Từ đó ông hối hận vô cùng, trong mỗi bữa ăn đều cúng cơm cho hương hồn thằng bé và nói lên sự vô tình cũng như bày tỏ sự ân hận của mình. Khi phải đi đâu vắng nhà, ông còn dặn bà ba cúng chén cơm không để gián đoạn bữa nào. Thời gian thấm thoát qua 3 năm, một đêm ông nằm mộng, thấy đứa bé đến gọi. Ông giật mình mở mắt, không thấy điều gì, lại nhắm mắt ngủ tiếp đi, như vậy đến 3 lần. Đứa bé lại đến gọi và nói, 3 năm qua tôi biết rõ lòng ông, không phải ông cố ý giết tôi nên tôi không oán giận gì ông cả.
Tôi sắp đầu thai làm con của gia đình ở gần đây, cách nhà ông 6 căn về phía dưới. Ngày mai ông có nghe gia đình đó sinh con, tức là tôi, dưới bụng còn có dấu dao cũ. Tôi báo cho ông biết để ông đừng cúng cơm cho tôi nữa. Ông bà giật mình tỉnh giấc và thức mãi không ngủ được. Sáng ngày, ông nghe ngóng và biết có gia đình cách nhà ông 6 căn vừa sinh được đứa con trai. Đến chiều, ông đem quà đến thăm và đến tận buồng vạch bụng xem, quả nhiên có dấu thẹo mờ mờ. Từ đó ông cứ đến viếng thăm đứa bé đó luôn. Mỗi khi đi chợ về ngang là không mua kẹo, cũng đem bánh cho thằng bé. Mối thâm tình của ông với thằng bé đầm ấm mãi. Cha mẹ thằng bé mặc nhiên xem ông như là một người thân thiết và đỡ đầu cho thằng bé. Niềm hối hận bao nhiêu năm được đền trả trong từng hộp sữa, từng chiếc bánh, từng cái nâng niu của ông dành cho thằng bé. Bây giờ thì thằng bé đã được 8 tuổi rồi. Một hôm, ông đem quà đến thăm nhằm lúc cha mẹ nó đi vắng. Thằng bé ôm ông thưa, ông thương con quá mà con không biết làm sao để trả hiếu cho ông. Ông ba âu yếm nói, con muốn trả hiếu cho ông hả? Kìa, có trái đu đủ chín ngoài cây kìa, con hái đãi ông đi. Đứa bé mừng rỡ, nhìn cái đu đủ cao hơn tầm tay với và băn khoăn không biết hái bằng cách nào. Ông bảo nó lấy cây dao mát ra mà chặt. Nó vâng lời lấy cây dao mát ra, mà vẫn không với tới. Ông bà đến gốc cây cõng nó lên, muốn cho nó tự tay hái đãi ông. Thằng bé thích thú cười giang tay, quờ cây mát, đứt cuốn trái đu đủ. Nhưng khi trái đu đủ rớt xuống tới đất, thì lưỡi mát mất đà, rơi xuống kim sâu vào bụng của ông ba. Ông ngã lăn ra kêu không thành tiếng, chỉ phát thành tiếng khèn khẹt mà thôi. Dĩ nhiên, ông được đưa về nhà. Chịu đựng tình trạng đó hơn một ngày đêm và từ chối mọi sự chữa trị. Qua một ngày, ông bỗng tỉnh táo lạ thường và nói trở lại được. Ông cho người nhà đi tìm gọi hai vợ chồng đã mất đứa con hơn 10 năm trước, gọi cha mẹ thằng bé đến đây. Và trước mặt đông đủ con cháu và mọi người trong xóm, ông kể lại câu chuyện đã bị giữ kín hơn 10 năm qua. Ông dặn gia đình không được làm khó thằng bé và cha mẹ của nó, vì đây là nghiệp quả mà ông phải trả. Ông bảo con cháu lấy kinh nhân quả đọc cho ông nghe. Sau đó ông trút hơi thở cuối cùng. Nam mô A Di Đà Phật. Cha mẹ là người cho ta một cuộc đời tốt đẹp, bao dung ta hết lần này đến lần khác. Cho dù cả thế giới có bỏ rơi bạn, nhưng cha mẹ thì không bao giờ. Vào triều Thanh, tại huyện Sùng Minh, tỉnh Giang Tô, có một người họ Ngô sinh được 4 đứa con trai. Vì gia đình quá nghèo khổ, không đủ sức nuôi dưỡng, nên đành phải cho đi làm tôi tớ cho một gia đình của nhà giàu nọ. Mặc dù vậy, nhờ siêng năng cần mẫn, nên khi lớn lên thì cả 4 người con trai ấy đều dần dần thoát khỏi cảnh tôi tớ và tự lập thân mình. Sau khi cưới vợ, họ xây dựng được một căn nhà lớn và cả đại gia đình cùng chung sống. Lúc đầu, họ bàn nhau rằng 4 anh em phải thay phiên nhau phụng dưỡng cha mẹ, mỗi người lo 1 tháng. Nhưng có một người con dâu lại nói, nếu mỗi gia đình phụng dưỡng trong 1 tháng, hóa ra là phải chờ đến 3 tháng sau mới lại có cơ hội hầu hạ phụng dưỡng cha mẹ. Như vậy tình cảm đối với cha mẹ chẳng phải sẽ phát sinh khoảng cách hay sao? Chỉ bằng mỗi người lo phụng dưỡng trong 1 ngày thì sẽ tốt hơn. Nhưng rồi những người con dâu khác không chịu. Một người nói, nếu phụng dưỡng trong 1 ngày thì như vậy cũng phải đến 3 ngày sau mới đến lượt mình, cũng là quá lâu. Thôi thì mỗi người hãy phụng dưỡng cha mẹ trong 1 bữa mà thôi. Và tất cả mọi người đều đồng ý thỏa thuận với nhau. Từ đó về sau, cứ mỗi người lo việc phụng dưỡng chu đáo cho cha mẹ 1 bữa ăn trong ngày. Sau đó đến người khác, cứ luân phiên như vậy. Thật là kỳ thú, cái vòng xoay luân phiên phụng dưỡng cha mẹ như thế kéo dài qua nhiều năm mà vẫn trước sau như một, không có ai trong bọn họ tỏ ra chán nản hay mệt mỏi. Cho đến khi Ngô lão ông được 99 tuổi, bà lão cũng đã 97 tuổi, người con trai trưởng 77 tuổi, con trai thứ 76 tuổi, còn con trai thứ 3 và thứ 4 cũng đều bạc tóc, mà cả đại gia đình họ vẫn chung sống ấm êm hòa thuận. Gia đình họ Ngô này cả 5 thế hệ chung sống dưới một mái nhà. Cháu chắc đông đúc, cả thảy đến hơn 20 người. Thật là hiếm có trên đời. Đó đều là do nơi lòng hiếu thuận của những người con và dâu của Ngô lão,
tất cả đều đồng lòng lo việc đền đáp công ơn cha mẹ, thật đáng kính phục lắm thay, rất đáng làm tấm gương sáng để mọi người cùng noi theo. Trong đạo Phật, vấn đề hiếu đạo được đề cập trong nhiều kinh tạng Pali của Phật giáo Nguyên Thủy và Hán tạng của hệ phái Bắc Tông như là Kinh Trường Bộ, Kinh A Hàm, Kinh Báo Ân, Kinh Vu Lan Bồn, Kinh Hiếu Tử, Kinh Tâm Địa Quán. Ở đây, chúng tôi sưu tập lại một số ít rất nhiều pháp thoại của Đức Phật thuyết về công ơn cha mẹ và cách thức đền đáp của con cái đối với cha mẹ, hầu chia sẻ cùng các bạn. Phật dạy, cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu, cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu, kinh nhẫn nhục. Từ lượng vô kiếp đến nay, chúng sanh lang thang trong nẻo luân hồi, bỏ thân này nhận thân khác, sinh đi sinh lại bao lần, sữa mẹ mà chúng ta đã uống còn nhiều hơn nước trong bốn biển, kinh tương ưng. Cung kính và vâng lời cha mẹ, phụng dưỡng khi cha mẹ già yếu, giữ gìn thanh danh truyền thống gia đình, bảo vệ tài sản cha mẹ để lại, lo tang lễ chu đáo khi cha mẹ qua đời, kinh Trường Bộ. Người họ Chi, hồn quỷ nhiều đời theo báo oán, nhiều kiếp làm tăng đức hạnh nhưng vẫn không thoát luân hồi, ác báo đến vẫn trả nghiệp, mới thấy pháp môn niệm Phật vãng sanh rất cần thiết, xin mọi người hãy đọc qua. Huyện Gia Thiện có một nho sinh họ Chi, vào mùa xuân năm Kỷ Dậu thuộc niên hiệu Khang Hy, tức là năm 1669. Một hôm, bỗng nói với người bạn họ Cố rằng, sao tôi bỗng nhiên thấy tinh thần hoang mang hoảng hốt, dường như có oan hồn báo oán đang đi theo tôi vậy. Tiếp đó họ Chi liền ngã bệnh, vì thế người bạn họ Cố liền thỉnh một vị tăng là Pháp Sư Tây Liên đến thưa hỏi. Lúc ấy, họ Chi bỗng phát ra tiếng nói từ trong bụng như tiếng hồn ma, nói rằng, tôi trước đây vốn là một viên phó tướng, hồi đầu của Triều Minh, họ Hồng tên Thù. Tên họ Chi này khi ấy là chủ tướng của tôi, họ Diêu. Thấy người vợ họ Giang của tôi xinh đẹp liền khởi tâm tham muốn. Nhưng khi ấy có một nơi làm phản, liền sai tôi đi chinh phạt nhưng cố ý chỉ giao cho 700 tên lính già yếu. Do quân binh yếu ớt, tôi không đủ sức dẹp loạn, phải bỏ mạng cùng cả đám quân sĩ ấy. Họ Diêu liền chiếm lấy vợ tôi, nhưng nàng không thuận nên treo cổ tự vẫn. Tôi ôm mối thù sâu nặng đó, quyết đi theo báo oán. Nhưng họ Diêu thuở ấy đến tuổi già xuất gia tu hành, đời sau đó sinh ra một vị cao tăng, đời tiếp theo lại làm một vị đại học sĩ trong Hàn Lâm Viện, đời thứ ba lại làm một vị tăng giới hạnh, đời thứ tư sinh làm người hết sức giàu có, ưa thích bố thí, nên không một đời nào tôi có thể báo oán được cả. Này là đời thứ năm, cái oan gia này của tôi lẽ ra được thi đỗ liên tiếp cả hai khoa thi, nhưng vì vào năm ấy chỗ tại văn chương hí lộng, hại chết bốn người thương gia buôn trà, bị trời cao tước lộc không cho thi đỗ nữa, vì thế hôm nay tôi đến đây để báo oán. Pháp Sư Tây Liên nghe lời hồn ma kể rõ ngọn ngành, liền khuyên bảo nên buông bỏ oán cừu, hứa sẽ vì hồn ma mà tụng kinh lễ sám. Hồn ma liền chấp nhận. Người nhà thỉnh Pháp Sư Tây Liên tụng kinh lễ sám, hóa giải oán cừu, quả nhiên không bao lâu sau thì họ Chi khỏi bệnh. Sau đó một thời gian, họ Chi lại phát ra tiếng nói trong bụng như hồn ma. Pháp Sư Tây Liên liền quở trách. Hồn ma nói, tôi nương nhờ Phật lực, đã được siêu sinh, quyết không trở lại. Nay đến đòi mạng ông Chi, chính là bốn người thương gia buôn trà bị ông ấy hại chết trước đây, thật không phải tôi. Vì sợ thầy trách tôi không giữ lời hứa, nên mới đặc biệt trở lại đây để nói rõ. Nói xong liền biến đi mất, chỉ trong chốc lát họ Chi phát bệnh chưa được hai ngày thì qua đời. Lời bàn, Kinh Phật dạy rằng, dù có trải qua trăm ngàn kiếp, những nghiệp đã tạo ra đều không tự nhiên tiêu mất. Khi có đủ nhân duyên gặp nhau thì những quả báo của việc mình làm đều phải tự mình nhận lấy. Việc đền trả một món nợ đã vay trước đây 200-300 năm, so với thời gian trăm ngàn kiếp cũng không phải là quá xa xôi. Quá xa xôi. Chị hỏi thật, mày đi phụ đám tang nhiều như vậy, thấy ma bao giờ chưa? Bất chợt chị Nhung nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi, nãy giờ ngồi trong quán, hai chị em tán dóc nhăn cụi, tự dưng chị đổi đề tài. Vốn nhóm chúng tôi hay tham gia những việc thiện nguyện, phụ giúp những gia đình neo đơn, có người thân qua đời không lo nổi ma chay. Nghe chị hỏi tôi đáp luôn. Em mong còn không gặp đây, người ta có về thì về gặp người thân của họ,
chứ gặp em làm gì? Vừa phì phèo điếu thuốc, chị hỏi tiếp. Vậy mày có tin là có ma không? Tin chứ, chả có gì là không thể cả. Chị nhấp một ngụm cà phê, trích thêm một hơi thuốc, có vẻ để lấy thêm tinh thần, rồi chị hạ giọng đối với tôi. Để chị kể chuyện cuộc đời chị cho mày nghe. Nó là vết sẹo lúc nào cũng đau đớn, nhức nhối trong lòng chị. Chị Nhung lớn hơn tôi 7-8 tuổi, đến giờ vẫn cô đơn lẻ bóng. Nghe nhóm đi từ thiện ở đâu là hăng hái đi liền. Tôi thì nhỏ nhất trong nhóm thiện nguyện, đa số là các cô, các chú đã lớn tuổi, thì mấy anh chị cũng đều lớn hơn tôi. Vì chung một nhóm bao nhiêu lần đi làm từ thiện với nhau, nên tôi quen biết chị, rồi ngày càng thân nhau hơn, như là chị em trong nhà vậy. Chị bắt đầu kể. Đời chị là một chuỗi đau khổ nối đuôi nhau em ạ. Có lẽ chị được sinh ra kiếp này là để trả nghiệp, đền tội cho quả báo kiếp trước vậy. Gia đình chị người Việt gốc Hoa. Năm 1975, khi chị mới sinh ra được mấy tháng, thì ba mẹ chị vượt biên, gửi chị cho một bà dì họ. Hàng tháng ba mẹ gửi tiền về cho bà dì nuôi chị. Chị không biết ba mẹ gửi về bao nhiêu, nhưng chị sống rất khổ, ngày ngày đều là cơm chan nước mắt. Gia đình họ, người này thay phiên người kia mắng chửi, đánh đập chị mỗi lúc họ buồn, họ hết tiền. Chị biết thân, biết phận nên rất ngoan, rất giỏi, phụ giúp mọi việc. Trong nhà có một bà chị họ lớn hơn chị 2 tuổi. Chỉ riêng bà ấy thường đứng ra bảo vệ chị mỗi lần chị bị ăn hiếp, thế nên hai chị em rất thân nhau. Năm đó chị lên lớp 9 một hôm. Chị ấy bảo, hôm nay là sinh nhật chị, mày mặc đồ thật đẹp, tối chị về chở mày đi chơi. Chị cũng háo hức lắm vì chả mấy khi chị được ra ngoài đường chơi. Tối hôm đó cả đám ăn uống xong rủ nhau đi karaoke hát hò, rồi lại rủ nhau đi khách sạn. Chị nào có biết gì, người ta chở đi đâu thì chị đi đó thôi. Vào trong khách sạn, cả đám bài bồ đá hàng trắng ra hít. Có đứa rủ chị hít. Cái này thì chị biết, chị từ chối thẳng. Chị chỉ ngồi uống nước và nhìn họ phê thuốc với nhau. Chẳng hiểu sao, chị bỗng thấy buồn ngủ kinh khủng. Thế rồi chị ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Sáng dậy, chị thấy toàn thân mình đau nhức. Người không một mảnh vải che thân. Nhìn quanh là đám bạn của chị họ đang còn ngủ la liệt. Hiểu ngay ra số phận của mình, chị đau đớn ôm thân mình ngồi khóc tức tưởi. Sau đó bà chị họ kia chở chị về nhà. Trước khi về không quên hăm dọa chị một trận, dặn là không được nói cho ai biết, bằng không sẽ bị đánh, bị đuổi học. Khi ấy chị còn nhỏ dại, chị sợ, rất sợ bị đuổi học, vì chỉ lúc đi học chị mới có cái cớ ra khỏi nhà, như nhà tù, nhà ngục ấy. Thế nên chị cũng đành ngậm đắng nuốt cay mà im lặng. Từ ngày đó, chị cũng trở nên bất cần, cứng đầu, cứng cổ. Chị như muốn nổi loạn. Trước người ta đánh chị còn van xin. Này mặc kệ, muốn đánh bao nhiêu thì đánh. Chị cứ trơ ra. Cuối năm lớp 9 cũng là thời gian ba mẹ chị về lại Việt Nam. Chị được ba mẹ đón về nhà. Không bao lâu sau, ba mẹ chị cũng phát hiện ra cái bụng con gái mình to một cách thất thường. Mẹ chị dẫn chị vào bệnh viện Từ Vũ khám. Bác sĩ cho biết thai được 20 tuần tuổi rồi. Và rồi chị bị đánh một trận thê thảm, bị chửi là đồ hư hỏng. Ba mẹ vặn hỏi chị, cha đứa trẻ là ai. Đến nước này, chị cũng chẳng cần giấu giếm gì cả, vừa khóc vừa tuôn hết mọi chuyện ra. Lập tức bà chị họ kia bị nắm đầu lại, hỏi đầu đuôi cho ra nhẽ. Lúc này chị mới đau đớn nhận ra, người chị họ mà chị yêu thương tin tưởng, người mà lúc nào cũng bảo vệ chị, lại chính là người hại chị thê thảm nhất. Hóa ra bồ chị ta dọa chia tay. Chẳng biết vì sao chị ta lại lụy tình đến vậy. Van xin đủ kiểu để hắn đừng bỏ chị ta. Thế là tên nham hiểm ấy vẽ ra một kế hoạch bẩn thỉu, đòi chị ta đáp ứng. Ấy vậy mà bà chị họ kia cũng đồng ý. Chị ta cam tâm bỏ thuốc ngủ vào ly nước của chị, dâng chị cho bồ chị ta và đám bạn thay nhau cưỡng hiếp. Thật sự khi ba mẹ hỏi cha đứa bé, chị cũng chả biết con chị là của tên nào trong đám đó. Chị không muốn bỏ, nhưng mẹ chị ép chị phải phá bằng mọi giá. Mẹ chị đưa chị vào Từ Vũ bỏ đứa bé ấy đi, nhưng bác sĩ nói thai lớn quá không bỏ được. Bà lại dẫn chị ra phòng khám tư, rồi bà năn nỉ mãi. Người ta mới chấp nhận cho chị uống thuốc kích sinh non. Chị vừa tuổi vừa đau, nhưng mẹ ép quá nên phải vâng lời. Đau quằn quại 2 ngày trời,
chỉ mới sinh ra một cái thai nam đã tiếp tái. Mọi chuyện cũng dần chìm vào quên lãng. 3 năm sau, chị học lớp 12, kinh tế gia đình trở nên sa sút. Ngày ba mẹ chị mới trở về Việt Nam, kinh tế rất vững, có thể nói là giàu số 1, số 2 trong cộng đồng người Hoa chỗ chị ở. Nay vì mẹ chị cứ đau bệnh truyền miên, hết bệnh viện này đến phòng khám khác, thuốc thang tốn kém kiểu gì cũng đã thử, nhưng bệnh cứ trơ ra không thể khỏi. Hết tiền, ba mẹ chị bán cả đất, cả nhà, bán hết tài sản để mẹ chị ra nước ngoài chữa trị. Rồi cũng không thấy bệnh tình thuyên giảm chút nào. Một ngày nọ, khi chị đi lễ về ở nhà thờ Ba Chuông, đường Lê Văn Sĩ, quận Phú Nhuận, đang ngồi ăn bánh ướt ở quán, thì có một cô ngồi gần đó cứ nhìn chị với một ánh mắt dò xét. Cuối cùng cô lại gần và hỏi, con có anh chị gì? Con có anh chị em gì chết trẻ không? Chị trả lời, không cô ạ, à, con là con một. Cô ấy bảo, vậy thì chị phải đi qua quận 3, nhà cô đó, địa chỉ đó. Nhờ người ta gọi hồn xem sao, vì cô ấy thấy cô vòng đứa bé cứ đi theo sau chị. Chị cũng bán tính bán nghi, nhưng tính tò mò nên cũng đi thử một chuyến xem sao. Đến nơi, sau khi đủ thứ các nghi lễ gọi hồn, gọi mãi một lúc sau, cô kia tự nhiên rùng mình, rồi khóc oe oe như trẻ con, rồi vừa miếu máu vừa kể lễ. Con thương mẹ lắm, nhưng con ghét bà ngoại không cho con ra đời gặp mẹ. Nghe đến đây, bao nhiêu tuổi hờn chuyện năm ấy ùa về. Tự nhiên chị cũng òa khóc lên, đứa bé cứ thúc thích khóc, giọng nói ngọng nghịu, không được tròn vành rõ tiếng. Nó kể lúc người ta lôi nó ra, họ lấy cái kìm kẹp đúng vào miệng, rồi lôi nó ra làm nó bị rách miệng. Rồi nó kể nó tìm về bà ngoại, người khi xưa quyết đòi giết nó để báo thù. Ngày thì nó cởi lên đầu nắm tóc bà ngoại, ghì xuống mà đạp mà hành. Đêm thì nó quấy phá không cho bà ngoại ngủ. Đó là lý do vì sao mẹ chị đau đầu quằn quại, đau cổ nhức vai, mất ngủ, mà khám thì lại không biết ra bệnh gì, đến mức tán gia bại sản vì chữa chạy cũng không thể khỏi. Nó còn bảo, con trả thù cho mẹ rồi đấy. Đứa hại mẹ, con cho nó treo cổ chết tươi rồi. Chị giật nảy mình, không biết nó nói thật hay chỉ là đứa con nít nói đùa. Rồi chị tạm biệt nó, hẹn nó một ngày gần nhất, lại gọi nó lên gặp nói chuyện. Về nhà, chuyện nó nói làm chị đứng ngồi không yên. Chị liền tìm đến nhà bà dì để hỏi thăm. Chị hận họ thấu xương, nên không muốn nghe một chút tin tức gì của họ nữa. Kể từ ngày mẹ chị đón chị về nhà, chưa một lần chị quay lại căn nhà ám ảnh ấy nữa. Chị hỏi ra mới biết, đúng thật, bà chị họ đã treo cổ tự tử, chết cũng được mấy tháng rồi. Chị lập tức về nhà kể lại cho mẹ chị nghe. Mẹ chị cũng bán tín bán nghi, gia đình theo đạo Công giáo, nên không tin những chuyện kiểu như thế này. Nhưng trước những chứng cứ sờ sờ, cũng đồng ý theo chị đi gọi hồn. Sau khi nghi lễ như lần trước, thằng bé nhập lên vào người người ta. Thằng bé lên nhập vào người ta, liền vừa khóc vừa sổ một tràng vừa tủi thân. Nó kể lễ trách móc, oán hờn mẹ chị đủ kiểu. Con ghét bà ngoại lắm, con không thương bà ngoại đâu. Mẹ chị cũng khóc nức nở. Đến lúc này, nghe những chuyện nó kể về chuyện hâm xưa thì bà đã tin. Bà van xin thằng bé, xin con hãy hiểu cho ngoại, lúc đó mẹ con còn nhỏ quá, nó mới học lớp 9, tương lai của nó sẽ ra sao? Bà ngoại cũng là bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Xin con nếu thương mẹ thì hãy hiểu và thông cảm cho ngoại. Mẹ chị phải hứa là rước nó về, đem lên nhà thờ đàng hoàng, nó mới chịu tha thứ cho. Cũng bao năm qua rồi, nhưng chị vẫn bị ám ảnh mãi, nên đó giờ nhiều năm chẳng quen được ai. Chị sống gần như bất cần đời như vậy. Thời gian rảnh chị đều đi làm thiện nguyện, có vậy trong lòng mới tìm được một chút niềm vui. Đó, cuộc đời chị, nó như thế đó. Tôi lặng người nghe hết câu chuyện của chị, tâm can như thắt lại, không nói được lời nào. Chị rít một hơi thuốc lá rồi nhìn ra xa. Từ từ nhả ra những sợi khói xám xịt, xám như cuộc đời của chị vậy. Chùa Quán Âm ở huyện Lâm Hải, tỉnh Kiên Giang,
Trước kỳ có một vị hòa thượng pháp hiệu Hàm Huy, đã hơn 40 tuổi, là người nghiêm trì giới luật. Một hôm, hòa thượng đang đi tản bộ trên đường, ngang qua một quán bán thịt chó. Chủ quán mời mua thịt chó. Do nghiệp lực chiêu cảm, làm cho vị hòa thượng bỗng dưng bị mũi lòng bởi mùi hương của thịt chó. Đột nhiên nước miếng tuôn chảy, thèm thuồng, nghĩ tưởng đến cảm giác ngậm miếng thịt chó vào miệng, thích thú vô cùng. Ngay lập tức, ông xua tan ý nghĩ thèm thuồng đó và vội vàng quay trở lại về chùa. Sau khi hòa thượng về chùa, bỗng toàn thân sốt nóng, trên thân dần dần mọc ra 18 cái nhọt độc. Mỗi nhọt độc đều có hình giống như đầu người, gây đau đớn không thể chịu nổi. Nếu có người khác nhìn thấy nhọt độc thì đớn đau có phần giảm đi. Nhưng nếu che lại, không cho người khác thấy, thì lập tức đau đớn đến thấu xương thấu tủy. Tuy đã mời thỉnh rất nhiều thầy thuốc danh tiếng, song tất cả họ đều bó tay, không thể trị được. Sau khi chịu sự hành hạ đau đớn như vậy một thời gian, hòa thượng Hàm Huy liền tự suy ngẫm, hẳn đây là do oan nghiệt ác báo từ đời trước. Ông liền quỳ trước hình tượng Đức Như Lai, kiên thành tụng kinh Kim Cang, phát nguyện sám hối tất cả những lỗi lầm đã gây ra trong quá khứ và hiện tại. Một buổi trưa nọ, vị hòa thượng đang thiêu thiêu ngủ, bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, hốt hoảng thấy 18 cái nhọt độc cùng lúc nhô lên giống như những hình người bị chặt đầu. Từ trong yết hầu lại vang ra tiếng hỏi, ông có biết chúng tôi không? Hòa thượng đáp, tôi không biết. Lại có tiếng nói, ông không biết thật sao? Vậy tôi sẽ nhắc cho ông nhớ. Vào đời nhà Kim, ông làm chức thống lãnh binh lính. Chúng tôi đều là thuộc hạ dưới quyền của ông. Ông ra lệnh cho chúng tôi canh giữ cửa ra vào chỗ đóng quân. Trong bọn chúng tôi có hai người lén xuống núi, gặp một phụ nữ đi một mình liền cưỡng hiếp. Cô ta về nói với chồng, chồng cô tức giận đến báo với ông. Xong, ông không chịu điều tra xem ai là người phạm tội, liền hạ lệnh xử chém hết thảy 18 người giữ cổng chúng tôi. Hai tên phạm tội cưỡng hiếp, cố nhiên đáng tội chết, nhưng chúng tôi không liên quan gì đến việc làm tội lỗi của họ, lại bị ông xử chém. Oan thù như thế, làm sao có thể không trả? Chúng tôi theo ông đã hơn 200 năm, nhưng biết ông tin theo Phật. Những đời trước đều làm thiện tích đức, nay lại xuất gia nghiêm trì giới luật, nên lúc nào cũng có thiện thần hộ pháp theo bảo vệ. Chúng tôi không dám xâm phạm. Mới đây, nhìn thấy thịt chó, ông đã khởi tâm muốn ăn. Như vậy là đã phá giới, khiến thiện thần hộ pháp đều xa lánh. Chúng tôi mới có cơ hội báo oán này. Nay ông lại tụng kinh cầu nguyện giải trừ oan trái. Vậy chúng tôi cho ông thêm 3 năm nữa. Sau đó nhất định quay lại lấy mạng ông. Từ đó quả nhiên, nhọt độc của hòa thượng Hàm Huy không phát tác nữa. Nhưng đúng 3 năm sau, chúng phát tác trở lại kịch liệt hơn lần trước, thối rữa và làm cho đau nhức không chịu nổi.